vị và các bạn, nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, giá trị di tích lịch sử văn hóa, quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, tổ chức và hoạt động của bảo tàng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng loại 2 cho 4 bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, gồm Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Theo công văn số 3278 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thỏa thuận xếp lại hạng 2 cho 4 bảo tàng trực thuộc sở, cụ thể 4 bảo tàng có địa chỉ: Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh hiện tọa lạc tại số 1 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4; Bảo tàng Tôn Đức Thắng tọa lạc tại số 5 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1; Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tọa lạc tại số 202 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3; Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tọa lạc tại số 28 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3. Căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng bảo tàng, thẩm quyền và thủ tục xếp hạng bảo tàng, để được xếp hạng loại 2, các bảo tàng phải có đủ tài liệu hiện vật trưng bày phù hợp với đối tượng và phạm vi hoạt động của bảo tàng, trong đó có ít nhất 3 bộ sưu tập tài liệu hiện vật quý hiếm từ đủ 80% tổng số tài liệu hiện vật trở lên đã được kiểm kê khoa học, 100% tổng số tài liệu hiện vật được bảo quản định kỳ và bảo quản phòng ngừa, có trưng bày thường trực và hàng năm có ít nhất 2 trưng bày chuyên đề thường xuyên mở cửa trưng bày phục vụ công chúng, có công trình kiến trúc bền vững và hạ tầng kỹ thuật phù hợp, bảo đảm cho việc bảo quản trưng bày tài liệu hiện vật quy định tại điểm A, điểm B, điểm C, khoản 2, điều này và các hoạt động thường xuyên khác của bảo tàng. Từ đủ 80% số công chức, viên chức, nhân viên trực tiếp làm chuyên môn trở lên có trình độ đại học phù hợp với đối tượng và phạm vi hoạt động của bảo tàng. Việc xếp hạng nhằm giúp các bảo tàng tiếp tục bảo quản và trưng bày các bộ sưu tập về lịch sử tự nhiên và xã hội nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến xếp hạng đối với 4 bảo tàng nêu trên theo quy định.